Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 70. Đề bài như sau. Tính khử của carbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau đây? Đáp án A, carbon cộng với canxi. B, carbon cộng hydro. C, carbon cộng với tonic. D, carbon cộng với cả nhôm. Thì ở bài tập số 3 này là một bài tập ngược lại so với bài tập số 2, đúng không nào? Nếu như mà bạn nào chưa xem video về giải bài tập số 2 của cô thì cũng có thể xem lại. Muốn tìm được carbon thể hiện tính khử thì giống như bài tập số 2, chúng ta cần phải đi xác định số oxy hóa, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ đi xác định số oxy hóa của từng đáp án. Carbon ở phản ứng số 1 từ 0 sẽ bị giảm xuống, số oxy hóa là -1. Vậy thì ở đây thể hiện tính gì nhỉ? Tính oxy hóa. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xem đáp án B. Từ 0, hydro là -1 thì đây sẽ là, cô xin lỗi, chỗ này là -4. Cô xin lỗi, ở đây là -1, đúng rồi này. Ở đây là -4 này. Số 4 của cô cũng thể hiện tính oxy hóa, đúng không nào? Đáp án C, từ 0. Từ 0 lên -2, đúng không nào? Đây chính là thể hiện tính khử. Và chúng ta chọn đáp án C. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể xét nốt đáp án D, từ 0 xuống -4, thể hiện tính oxy hóa. Vậy thì ở đây đáp án C chính là đáp án chính xác. Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 70, đi tìm phản ứng mà carbon thể hiện tính khử. Thì để làm được bài tập này, chúng ta cần xác định số oxy hóa của carbon trong từng phản ứng để xem là phản ứng nào thì carbon sẽ thể hiện tính khử. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.